Rất là nhiều chị em yêu cầu ấy rằng là Mai Phương hãy review về những cái mẫu váy dáng suông với chất liệu như bì cốt tông, nhưng mà nó ôm một chút đi. Bởi vì đa phần là từ đầu hè đến giờ là Phương review khá là nhiều cái mẫu về dáng suông, đúng không mọi người? Thì ngày hôm nay Mai Phương sẽ review cho mọi người một cái mẫu ôm hơn một chút, body hơn một chút, nhưng nó vẫn đủ để che khuyết điểm nhá. Vẫn che khuyết điểm này, những ai mà vòng eo tầm 70 là mặc vẫn không bị lộ này. Rất là xinh luôn ý. Em này Phương cực kỳ thích cái phần phối đen nhá, phối ở cổ, phối ở tay này. Mọi người thấy không? Thứ nhất là nhìn nó có điểm nhấn, và thứ hai là nó giúp cho chúng ta nhìn nổi bật hơn, cái váy nó nổi bật hơn rất là nhiều. Đó. Ngoài ra thì ở trước ngực này cũng có phần thêu nữa. Đấy, mọi người thấy không? Thêu rất là cầu kỳ luôn. Và ngoài ra thì có một cái dây xích nữa này. Nhìn nó vừa nhã nhặn nhưng mà càng nghi ngân nó lại càng nổi bật. Phương cực kỳ thích những cái mẫu váy kiểu như này. Ngoài ra thì hai bên eo cũng có túi này. Em này thì mọi người có thể phối với cả giày thể thao và cả với sandal hay là giày cao gót đều được. Dáng của nó là dáng hơi ôm nhẹ nên là mọi người dễ phối lắm.